Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 3, chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Đợt 1 của cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 chính thức bắt đầu từ 10 giờ ngày hôm nay 15 tháng 3 năm 2021. Chủ động phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò. Những tín hiệu tích cực sau khi vận hành hệ thống camera giám sát giao thông phạt nguội. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được phát động vào sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư. Dự lễ phát động có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Cuộc thi được tiến hành theo 3 đợt, đợt 1 bắt đầu từ 10 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2021. Đợt 2 bắt đầu từ 10 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2021. Đợt 3 bắt đầu từ 10 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2021. Đối tượng dự thi là cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Các câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào nội dung cốt lõi trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và một số nội dung khác về đại hội. Mỗi đợt thi có 20 câu, mỗi người có thể tham gia thi nhiều lượt trong một đợt. Kết thúc mỗi đợt, ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của cá nhân đạt giải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì ở trên địa bàn của huyện, chúng tôi cũng đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, từ tuyên truyền trên các cái hệ thống phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức cho các em học sinh. Và hôm nay thì tất cả các em học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi sẽ được trực tiếp tham gia. Thế còn chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch. Và khi mà tỉnh bắt đầu phát động ở trên mạng thì tất cả cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện của chúng tôi sẽ tích cực hưởng ứng cuộc thi này. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới kiểm tra và chứng kiến sự tham gia cuộc thi của cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư. Thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Nắm vững phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 sau khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá bước đầu, cấp ủy các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đăng ký tham gia dự thi. Các bài dự thi đã thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm của người tham gia trong việc tìm hiểu và có những kiến thức, hiểu biết nhất định về các nội dung liên quan đến những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, là hình thức học tập nghị quyết của Đảng hấp dẫn, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia. Sau khi cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 chính thức được phát động, ngay trong ngày hôm nay, 100% cán bộ nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã tham gia cuộc thi. Để đạt kết quả tốt, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời hướng dẫn cụ thể về thể lệ và các thao tác tham gia. Đến nay, tất cả các cán bộ nhân viên đài đều đã chủ động dự thi trên mọi nền tảng, cả thiết bị di động và máy tính.
Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải cũng đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đến tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Để đạt chỉ tiêu đề ra, Phòng Giáo dục Đào tạo Tiền Hải chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên truy cập hệ thống để nắm bắt kết quả chung của toàn tỉnh và của đơn vị, tích cực đôn đốc cán bộ giáo viên tham gia cuộc thi. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước do đồng chí Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn về trao đổi học tập kinh nghiệm trong việc triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức đối tác công tư. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về một số kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình khi triển khai các dự án đối tác công tư, những khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện. Đồng chí bày tỏ hy vọng tỉnh Bình Phước sẽ có được cách làm phù hợp với địa phương trong thời gian tới khi xây dựng những tuyến giao thông trọng điểm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là Ban Quản lý Dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện 5 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP. Trong 3 dự án đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, 2 dự án vừa được triển khai là dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn. Đồng chí Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định, qua buổi làm việc, tỉnh Bình Phước sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm trong việc thành lập ban chỉ đạo, nhóm chuyên ngành, trình tự thủ tục triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn vốn khi triển khai các dự án đối tác công tư. Chiều nay, đoàn giám sát của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư về kết quả việc lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp trên, quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, huyện Vũ Thư đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, trong đó nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, giao cho cấp ủy chính quyền các cấp cụ thể hóa chương trình hành động thành các kế hoạch, đề án để thực hiện. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp trên, quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình, đề nghị Huyện ủy Vũ Thư kiểm tra rà soát, hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, năng nổ, nhiệt tình, chịu khó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời truyền tải và phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Đó là những gì mà một số đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua vì lợi ích và niềm tin mà cử tri đã gửi gắm qua lá phiếu của mình. Vừa điều hành công việc tại công ty, vừa tham gia các công việc tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Vũ Huy Đông không tránh khỏi nhiều lúc rất bận rộn. Tuy nhiên, ông cho rằng mình là doanh nghiệp, bản thân sẽ hiểu những gì doanh nghiệp cần, những gì sẽ mang lại sự phát triển cho doanh nghiệp. Nên tham gia là đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông có cơ hội được bày tỏ, chia sẻ quan điểm với mục đích làm sao để các doanh nghiệp tại Thái Bình ngày càng có điều kiện phát triển tốt nhất. Tôi có tham gia đại biểu Hội đồng tỉnh 2 khóa. Theo tôi, đối với người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, một là phải trung thực, hai nữa là cũng có cái bản lĩnh, thứ ba nữa là phải công tâm. Thì tất cả những vấn đề bức xúc của người dân thì mình phải nghe và xem, đồng thời cũng phải tính toán xem là cái việc ấy nó thực tế ở mức độ như thế nào, phản ánh trực diện với lại Hội đồng Nhân tỉnh
tại các kỳ họp. Còn với bà Đỗ Thị Hải, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, mỗi khi lắng nghe và tổng hợp các mong muốn, nguyện vọng của cử tri, bà lại trăn trở làm sao để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng. Chỉ khi nào cử tri không còn ý kiến với vấn đề đó thì mới coi như mình hoàn thành trách nhiệm với cử tri. Qua tiếp xúc thì chúng tôi cũng đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cũng đã về phản ánh với cơ quan chức năng, ý kiến của cử tri về cái việc ô nhiễm môi trường các cái dòng sông ở gần thị trấn Quỳnh Côi. Hiện nay thì các cái dòng sông ấy thì cũng đã giảm được rất nhiều cái vấn đề ô nhiễm môi trường cho thị trấn cũng như là các cái xã lân cận. Thế và qua đó thì cử tri cũng đánh giá cao, thế và cũng không còn những cái ý kiến về ô nhiễm môi trường. Đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đại biểu phát huy được vai trò và trách nhiệm đó chính là xứng đáng với niềm tin và hy vọng mà cử tri gửi gắm qua những lá phiếu. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19. Tính đến hôm nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 120,5 triệu người. Brazil vượt Ấn Độ thành tâm dịch lớn thứ hai thế giới. Nhiều nước châu Âu chuẩn bị áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm kiểm soát làn sóng dịch bệnh. Từ ngày hôm nay, phần lớn địa phương ở Italy phong tỏa nghiêm ngặt và người dân chỉ được ra ngoài khi có nhu cầu thiết yếu. Tại Pháp, các nhà chức trách cũng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về dịch bệnh, bởi cứ 12 phút lại có một người Paris bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tổng thống Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm và nhiều biện pháp hạn chế xã hội tại một số khu vực. Còn tại Việt Nam, 10 tỉnh, thành phố đã qua hơn một tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Thái Bình, còn 19 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 80 trường hợp đang được cách ly tập trung tại khách sạn Làng Việt và các khu cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, thành phố Thái Bình. Các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần. Sáng nay, vaccine thứ 2 do Việt Nam sản xuất chính thức thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. 6 tình nguyện viên đã được tiêm mũi đầu tiên. Đây là vaccine Covivac của công ty vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang IVAC. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên khỏe mạnh tuổi từ 18 đến 75. Trước khi thử nghiệm lâm sàng, kết quả thử nghiệm trên động vật và trong phòng thí nghiệm đạt hiệu quả tốt về an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ. Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu vaccine Covivac phòng COVID-19, đã có hàng nghìn người tình nguyện đăng ký tham gia thử lâm sàng vaccine. Vaccine Covivac được nghiên cứu và sản xuất trên công nghệ trứng gà có phôi, là vaccine dạng dung dịch, không có chất bảo quản. Công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vaccine dự phòng cúm mùa đang lưu hành tại Việt Nam. Thị trường lao động việc làm trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang có chiều hướng khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng cao, người lao động theo đó cũng đã tìm được việc làm phù hợp. Tình trạng lao động thất nghiệp hiện giảm tới 50% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Tính đến thời điểm này, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thái Bình đã tiếp nhận gần 750 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, trong đó có cả các doanh nghiệp nước ngoài. Các nghề tuyển dụng chủ yếu là may mặc, giày da với các chính sách và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đặc biệt có hệ vừa học vừa làm tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản. Hiện đã có hàng nghìn lao động được tư vấn, hàng trăm lao động tìm được việc làm ở cả trong tỉnh và nước ngoài. Với nhu cầu tuyển dụng lớn từ các doanh nghiệp, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thái Bình không chỉ kết nối tới người lao động tại sàn giao dịch mà còn đăng tải trên hệ thống website của trung tâm, Facebook, nhóm Zalo. Người lao động vừa được tư vấn miễn phí, vừa được định hướng học nghề miễn phí. Trên cơ sở đó, lựa chọn ngành nghề phù hợp, quay trở lại thị trường lao động sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm da nổi cục ở châu bò xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ cuối tháng 2 tại một hộ gia đình ở xã Minh Tân, huyện Kiến Sương. Chưa đầy một tháng, bệnh đã lan rộng ra cả 8 trên 8 huyện thành phố. Với tính chất phức tạp của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống được triển khai quyết liệt. Hộ ông Hoàng Đình Phú, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Ngay sau khi phát hiện bò có hiện tượng sưng hạch trước vai, các nốt sần hình tròn trên vùng cổ, lưng bụng, ông bèn báo cáo chính quyền địa phương. Sau khi được trạm chăn nuôi và thú y thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh viêm da nổi cục, gia đình đã cách ly chăm sóc bò bị bệnh, bổ sung vitamin, chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe cho vật nuôi. Bò đây là nói chung là cả một cái cơ nghiệp của con bò rất là lớn, thế nên
lúc nào chúng tôi phải sát sườn để phục vụ nó và chăm sóc cho nó, từ ăn rồi những con mê nào mà yếu thì chúng tôi cho bú nữa ngoài thêm để nâng sức đề kháng lên. Đến nay thì thực tế là con bò thì nó đã biến chuyển khô mồm và những con lở loét, thì trong vòng có mấy con từ hôm nay là chưa có con nào phát sinh thêm cả. Viêm da nổi cục là bệnh do virus gây ra, đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve. Bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển châu bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn hoặc lây truyền qua sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp. Hiện đã có 48 hộ với 73 con mắc bệnh, làm chết 2 bò sinh sản. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, những ngày qua chính quyền ngành chức năng Thái Bình đã tập trung khoanh vùng dập dịch. Các cái địa phương đã sử dụng 700 kg hóa chất để xử lý 48 cái hộ chăn nuôi bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Cho nên là người chăn nuôi là phải có những cái biện pháp điều trị kịp thời. Thế thì cái đặc biệt là phải nâng cao được cái sức khỏe và cho con vật bị bệnh bằng các cái loại vitamin nhóm B. Thứ hai là chúng ta dùng cái đường gluco để truyền vào tĩnh mạch cho những con gia súc ốm và có cái bỏ ăn. Đấy, cộng với cái việc là điều trị các cái triệu chứng kế phát của cái bệnh viêm da nổi cục bằng các cái loại kháng sinh. Tổng đàn châu bò của tỉnh Thái Bình hiện có hơn 57.000 con. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh lan rộng, gây thiệt hại lớn tới chăn nuôi. Sau 2 tuần vận hành hệ thống camera giám sát giao thông phạt nguội ở những nút giao thông quan trọng, bước đầu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Phản ánh của phóng viên thời sự trên địa bàn thành phố Thái Bình vào sáng nay. Ngã tư bến xe. Nút giao thông từ lâu vốn là điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện, đặc biệt là xe khách thường xuyên vượt đèn và dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng trở lại đây, tình trạng này đã không còn. Hệ thống camera giám sát giao thông ở đây hoạt động 24/24 giờ sẽ tự động phát hiện vi phạm, nên buộc người điều khiển phương tiện lúc nào cũng phải chấp hành. Giao thông ở đây là thông thoáng, không có ách tắc như trước khi chưa có cái cam này. Đặc biệt là những cái tranh hành khách ở cái ngã tư này không còn nữa. Xe khách là các bác tài là dừng đúng điểm và đón khách đúng điểm, không còn lộn xộn như ngày xưa. Nếu như việc xử phạt tại chỗ không tránh khỏi bất đồng quan điểm, đôi co giữa người vi phạm với lực lượng chức năng, thì ngược lại, hình thức xử phạt nguội đính kèm với hình ảnh, thời gian, hành vi vi phạm, nên người vi phạm dẫu có không muốn thừa nhận cũng không được. Do vậy, việc xử phạt nguội được đánh giá là khách quan và văn minh hơn nhiều. An toàn là cái thứ nhất là cho mình và cho hành khách á. Và có các phương tiện khác, không phải là cứ phải là có một điểm camera, một đèn đỏ và cắp camera mình phải dừng. Không cần phải là phải có camera mình phải cũng phải chấp hành. Theo thống kê của Công an thành phố Thái Bình, trong 5 ngày đầu phạt nguội có 50 trường hợp vi phạm, 5 ngày tiếp theo phát hiện 27 trường hợp và từ ngày 11 tháng 3 đến nay có 21 trường hợp vi phạm. Số vi phạm giảm dần cho thấy ý thức của người dân đã thay đổi theo hướng tích cực, trật tự an toàn giao thông dần đi vào nề nếp, quy củ hơn, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Thời gian qua, mọi hoạt động của Công đoàn ngành y tế Thái Bình luôn hướng về cơ sở, tập trung vào các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó tạo động lực để người lao động yên tâm công tác. Là bệnh viện tư mới thành lập chưa được nửa năm, song trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn tiếp đón trên 300 lượt bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Quan điểm của đơn vị là chuyên môn y đức phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, tổ chức công đoàn luôn hỗ trợ đoàn viên phát huy năng lực chuyên môn, nâng cao trình độ, bắt nhịp với cái mới. Tôi cũng đã thường xuyên cử cán bộ, nhân viên lên học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các cái bệnh viện tuyến trên, cũng như là tổ chức các cái lớp tập huấn, mời chuyên gia của tuyến trên về để tập huấn, cũng như là trao đổi chuyên môn để nâng cao cái chất lượng chăm sóc điều trị người bệnh. Thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện rất là gọi là thân thiện và nhiệt tình, chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái. Nhu cầu gọi là khám chữa bệnh
cảm thấy nhanh và gọn. Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Để đảm bảo sức khỏe cho các y bác sĩ yên tâm công tác, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy chú trọng hướng dẫn, đôn đốc đoàn viên công đoàn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Cùng với đó là trang bị các vật dụng thiết yếu, có chế độ phụ cấp riêng đối với các bộ phận tham gia phòng chống dịch. Thì năm 2020 thì bệnh viện cũng đã cung ứng khoảng 50.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ quần áo chống dịch để phục vụ cho cán bộ bệnh viện tham gia vào cái công tác khám chữa bệnh cũng như công tác phòng chống dịch chung của bệnh viện. Bệnh viện cũng hỗ trợ thêm đối với lại cán bộ trung bình là từ 200 đến 300.000 một ngày khi cán bộ tham gia trực phòng chống dịch. Công đoàn ngành y tế Thái Bình hiện quản lý 48 công đoàn cơ sở với 7.700 đoàn viên. Nghề y vốn là vất vả với đội ngũ y bác sĩ phải thường xuyên làm việc tăng ca, trực đêm cả dịp lễ Tết. Do đó, công đoàn ngành đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phụ cấp. Công đoàn ngành cũng đã có rất nhiều các văn bản để chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai các cái hoạt động về lĩnh vực công đoàn, đặc biệt là quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động. Cùng với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm đến đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tích cực tham mưu tạo điều kiện cho cán bộ được học tập rèn luyện chuyên môn, phát động các phong trào thi đua, giúp mỗi cá nhân tập thể nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.